Trước khi bà của anh qua đời 3 năm trước, thời gian dài bà đã phải nằm trong phòng ICU và tất cả chi phí y tế đều do Ju Won chi trả. Và cũng từ khi đó cô mới bắt đầu nợ nần. Nghe được điều này thì Hae-sung rất đau lòng, cảm thấy Ju Won có phải ngốc quá hay không? Hae-sung vội vàng chạy về nhà Ju Won. Anh nói với Ju Won đó không phải là lỗi của cô, tớ đăng xuất không phải lỗi của cậu. Cậu không làm gì sai hết, cậu chẳng có lỗi gì cả. Và lại tớ cũng không hại Ki Ung Chun bay màu, tớ không thể là một con người máu lạnh được. Vậy nên cậu không cần chạy trốn nữa. Ju Won đã bật khóc sau khi nghe được những lời này. Như thể tất cả những bất bình mà cô đã phải gánh chịu đều biến mất. Sau khi bình tĩnh lại, Ju Won đã lấy quần áo của mình cho Hae-sung thay. Cô đúng là có con mắt phi phàm, có thể nói đây là bộ quần áo phải nói là đậm chất chơi của các bà thím. Tối đó, hai người đang định xem phim, thì lúc Hae-sung bật TV lên lại thấy hình ảnh hiển thị bị gián đoạn, nhiễu sóng. Ju Won nghĩ là chắc do TV có vấn đề gì rồi, nhưng khi cô cầm vào điều khiển thì hình ảnh TV trở lại bình thường. Hae-sung biết tất cả những vấn đề này là do cơ thể của mình. Anh đột nhiên nhìn thấy một lọ thủy tinh có móc khoen của lon bia và nhớ đến một chuyện. Hôm đó, Ju Won bảo Hae-sung đi cùng mình lên Seoul. Họ đến khu chung cư nơi mẹ của Ju Won sống. Thấy gia đình mẹ đang vui vẻ, tâm trạng của Ju Won thật khó tả. Khi mẹ nhìn thấy Ju Won, sợ bị chồng mới nhìn thấy nên bảo cô nhanh chóng rời đi. Chồng hiện tại của mẹ Ju Won dẫn theo lũ trẻ đi tới. Mẹ của Ju Won thậm chí còn nói rằng bà không biết cô là ai, bảo họ đang tìm người quen. Sau đó thì cả nhà đi vào thang máy. Ju Won đã khóc rất buồn, còn Hae-sung ngồi cạnh không biết phải làm gì. Ju Won hỏi Hae-sung liệu mình có thể uống một lon bia không. Để thực hiện mong muốn của Ju Won, Hae-sung cởi áo đồng phục ra và đi mua bia. Sau khi mua được bia thì anh quay người chạy như tên trộm vậy. Sau khi uống xong, Hae-sung cạy móc khoen ra, đeo vào tay Ju Won như một chiếc nhẫn. Hôm sau, khi Hae-cheo gặp anh trai trên đường thì ba chân bốn cẳng chạy té khói. Hae-cheo cứ vỗ vào cổ, vẫn không thể tin được, nghĩ rằng mình đang mơ. Sau đó, Hae-sung bảo Hae-cheo gọi điện cho tên tự xưng là đại ca thu nợ. Anh chỉ dùng một lực nhẹ cũng đủ làm cho bộ đôi nguyên tử này phải bay ra xa vài mét. Hae-cheo bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng la hét, nhưng không biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc này bên trong nhà kho đang có hai người không đứng dậy được. Thấy Hae-sung đi đến, hai người đó vội quỳ xuống van xin tha mạng. Thấy cũng tội thôi cũng kệ, mặt cũng không giống hình người nữa. Hae-sung gọi Hae-cheo vào xem và cảnh báo hai người rằng đó là em trai của mình. Từ giờ nó sẽ không đi theo các người nên đừng đi tìm nó. Ruột gan của cả hai đều sắp vỡ ra hết nên nào có dám nói không. Hae-sung và Hae-cheo đến một công viên. Anh nói với Hae-cheo rằng mình không phải là kẻ sát nhân. Cái hẹo của Ki Ung Chun không liên quan gì đến anh bị đổ oan. Hae-cheo nói rằng cho dù sự thật là vậy thì bây giờ thay đổi được gì, cuộc đời của anh cũng đã bị hủy hoại rồi cơ mà. Anh nghĩ mọi người sẽ tin anh sao? Đến cả em còn không tin, anh nghĩ ai sẽ tin đây? Hae-cheo muốn rời đi đã bị Ho-bang ngăn lại, bảo rằng cùng nhau ăn bữa cơm. Ho-bang đã đưa cho Hae-sung một chiếc điện thoại trong bữa ăn. Hae-sung bảo Hae-cheo lưu số điện thoại của anh chị em khác cho mình, nhưng Hae-cheo nói rằng mình không có thông tin liên lạc của họ. Nói rằng Yong-jun đã mất liên lạc sau khi vào học trường y. Sau khi Jang-in tốt nghiệp, cô nói rằng muốn kiếm tiền nên đã đến Seoul. Còn Suzy thì bị đưa đến trại trẻ mồ côi sau một lần đến trường. Sau khi Hae-sung biết chuyện, anh quyết định đi tìm Yong-jun. Lúc này, Yong-jun đang ở cùng mẹ con Seo-won uống trà và trò chuyện. Sau đó, y tá đến nói với Yong-jun rằng có một học sinh trung học tên Hae-sung muốn gặp anh. Seo-won hỏi Yong-jun có biết anh ta không? Yong-jun nhìn anh trai và nói rằng mình không quen. Hae-sung tức giận nói, em đi ra đây với anh muốn nói chuyện với em. Yong-jun lại gọi bảo vệ để kéo Hae-sung ra ngoài. Chỉ với động tác nhỏ của anh, hai nhân viên bảo vệ bay ra ngay lập tức. Một người bảo vệ khác đã rút súng ra, nhưng bị Hae-sung ném đi bằng một tay. Ngay khi Hae-sung đang đến gần Yong-jun thì bị một ông chú kéo ra. Hóa ra đây là ông chú đã từng nói chuyện với anh trên xe buýt. Ông ta có thể dễ dàng đẩy Hae-sung xuống đất, sau đó lôi anh ra khỏi bệnh viện, rồi nhấc Hae-sung lên, thẳng tay ném anh ra xa 10 mét và cảnh báo anh không được tùy tiện sử dụng siêu năng lực, nếu không thì anh sẽ làm cho những người như họ rơi vào nguy hiểm. Nói xong thì ông chú này rời đi. Ở bên đây, Ho-bang đang gọi điện cho Hae-sung, nhưng khi Hae-sung nhấc máy thì cũng giống như lúc mở TV, màn hình bị nhiễu. Tối đó, Hae-sung đến nhà hàng của Ju Won và đợi cô nàng tan làm. Tình cờ lại gặp Min John bước ra khỏi nhà hàng. Lúc này, Ju Won cũng tan sở đi ra, thấy Hae-sung đợi mình cô cũng rất vui. Sau đó, Min John và Hae-sung làm quen ngắn gọn với nhau rồi Min John về trước. Hae-sung rủ Ju Won đi uống với mình một ly. Ju Won vừa khui rượu vừa giới thiệu với Hae-sung, người chưa bao giờ uống rượu về cách pha tỷ lệ vàng. Sau đó, Ju Won đổi món mực mà Hae-sung không thích ăn. Khi cô quay lại thì thấy chai rượu không còn một giọt nào. Sau đó, Hae-sung trở thành như thế này đây. Anh cũng nói rằng tửu lượng của mình rất tốt nên không hề bị say. Ju Won khuyên anh nên yên lặng, mau mau về nhà. Hae-sung tỉnh táo hơn đã nói với Ju Won, hôm nay anh đã đến gặp em trai Hae-cheo và cũng gặp được cả Yong-jun nữa, nhưng không ai chào đón anh cả. Tớ thực sự không biết mình quay lại để làm gì nữa. Anh rất buồn và không biết phải làm sao. Hae-sung tỉnh dậy thì thấy một vài khuôn mặt quen thuộc, nhóm bạn thời thơ ấu đoàn tụ, nói chuyện trên trời dưới biển. Sau đó, Hae-sung đưa Ho-bang đến nơi mà năm đó anh xảy ra tai nạn. Anh còn bảo mình thấy máu trên mặt đất trong phòng mỹ thuật, nên đã đi xe đạp từ sân chơi đằng kia chỉ vì muốn gọi xe cấp cứu.
ví dụ nếu có nhìn thấy người thì sẽ cầu cứu. Nhưng không ngờ khi xuống dốc thì anh bị ô tô đâm phải. Hồ Bang nói với Hê Sung, chiếc xe đâm vào anh lúc đó là của bố Tê Hon. Nhưng bố của Tê Hon không có trong xe vào thời điểm xảy ra vụ việc. Người lái xe là tài xế được thuê. Tài xế cũng bị kết án vì tội ngộ sát. Tê Hon đã rất đau đớn sau tai nạn của Hê Sung. Lúc này, Hê Che O cũng đến hiện trường vụ án. Anh muốn giúp anh trai mình tìm ra thủ phạm thực sự. Hê Che O nhớ lại, vào đêm xảy ra sự việc, bà và Giang In đã đến bệnh viện. Jung Won đã đến đồn cảnh sát, còn Hê Che O đợi ở nhà cùng với Suzy. Hê Sung hỏi thế còn Yong Jun. Hê Che O nói rằng Yong Jun không có ở nhà, nhưng Hồ Bang nói, khi Jung Won hỗ trợ điều tra tại sở cảnh sát, thì có nói rõ ràng là có 4 người ở nhà, bao gồm cả Yong Jun. Đêm đó, Hê Sung nghĩ đi nghĩ lại những gì Hê Che O nói và không thể ngủ được. Chẳng lẽ là đêm xảy ra tai nạn Yong Jun thật sự không ở nhà sao? Jung Won dậy uống nước, thấy Hê Sung còn chưa ngủ, nên cô đã hỏi Hê Sung tại sao lại không ngủ. Anh trả lời rằng mình đang suy nghĩ về một số chuyện. Sau đó, anh lại hỏi Jung Won về đêm xảy ra tai nạn. Mấy đứa em tớ đều ở đó cả chứ? Jung Won nói rằng đông đủ hết chỉ trừ Yong Jun. Hê Sung nói với Jung Won, theo như lời Hồ Bang, trong hồ sơ cảnh sát thì rõ ràng cậu nói rằng các em tớ đều ở nhà. Nhưng Jung Won nói không phải, tớ nhớ rất rõ, tớ nói với cảnh sát là Yong Jun không có ở nhà. Nghe câu trả lời của Jung Won, Hê Sung chợt nghĩ chắc chắn sự việc không đơn giản. Ngày hôm sau Hê Sung đến trung tâm mua sắm của Tê Hon. Tê Hon nói sẽ đưa anh đi gặp cô em gái Giang In. Giang In là nhân viên của cửa hàng bách hóa của Tê Hon. Anh đưa Hê Sung đến quầy mà Giang In phụ trách, nhưng lại thấy một người phụ nữ đang túm lấy một nữ nhân viên ra khỏi quầy. Người phụ nữ còn cho rằng nữ nhân viên dụ dỗ chồng mình. Hê Sung nhìn nữ nhân viên này rồi lại nhớ đến em gái đáng yêu của mình. Anh muốn bước tới để ngăn người kia, nhưng bị Tê Hon giữ lại để cho mình xử lý. Nhưng sau đó thì Giang In ngất lịm đi, rồi cô đã được đưa đến bệnh viện. Sau khi tỉnh dậy, cô nhìn thấy Hê Sung đứng trước mặt mình, nghĩ rằng đang nằm mơ. Cô lắp bắp gọi một tiếng anh ơi, nhìn em gái trước mặt mà lòng Hê Sung quặn thắt. Sau đó, Hê Sung đến cửa hàng của tên khốn đó. Anh bảo người đàn ông xin lỗi Giang In và trả lại tiền cho cô. Nhưng người đàn ông đã đe dọa Hê Sung rằng mình còn đang kiên nhẫn thì mau cút đi. Hê Sung đang định phát tiết thì ông chú bí ẩn lại xuất hiện ngăn anh lại, rồi đưa anh ra ngoài. Tôi không thể tha cho hắn được. Tên đó đã làm gì em gái cậu? Sau đó, ông chú Tê Búc đưa Hê Sung vào quán cà phê. Ông nói rằng mình chính là bố của Giang In. Nói xong thì ông đi khóa cửa của cửa hàng lại, nói với tên cặn bã này rằng để mình chơi cùng hắn. Chỉ với một ánh mắt của Tê Búc, toàn bộ đèn trong quán đều bị cháy. Ông cũng chỉ cần dùng hai ngón tay cũng nhấc bổng được tên này lên, ném sang chỗ Hê Sung. Hê Sung lại cho hắn quay vài vòng, thế là bắt đầu màn chơi bóng bằng người thật. Kết quả của trò chơi là đã giải quyết được vấn đề của Giang In. Sau đó, Hê Sung theo Tê Búc đến bệnh viện. Hai người đến thăm một ông lão nằm trên giường bệnh đã 80 tuổi. Tê Búc nói với Hê Sung rằng mình đã quay về từ mùa hè năm ngoái. Ông đi tìm kiếm con trai trong nhiều tháng nhưng đến khi tìm được thì con ông đã bạc tóc, bất tỉnh nằm đây. Ông rất muốn biết con trai mình đã sống như thế nào trong thời gian qua. Nếu có thể nói chuyện với con trai một lần nữa thì ông không còn gì hối tiếc. Một hôm, Hồ Bang đã gọi Hê Sung và Jung Won đến đồn cảnh sát. Nguyên nhân là Hê Che O gây chuyện nên bị bắt. Anh nói với anh trai rằng mình bị oan. Viên cảnh sát đi ngang qua nói rằng không có camera giám sát nào tại hiện trường vụ án. Hồ Bang đã nghe đến từ camera thì nhớ đến camera hành trình của ô tô. Hai tên đầu khất bắt đầu ngồi rì rầm sau lưng. Nếu bị ghi hình thì sao? Tao lấy thẻ nhớ ra, giấu dưới ghế lái rồi. Hê Che O phàn nàn rằng không ai tin những gì mình nói. Nhưng Hê Sung lại bảo rằng, Hê Che O à, anh tin em. Lúc này Hồ Bang cũng đã quay lại, anh không tìm thấy thẻ nhớ nào cả. Hê Sung đã bảo Hồ Bang rằng mình có chuyện muốn nói. Hồ Bang lại đến xe của nạn nhân, quả nhiên là tìm được thẻ nhớ dưới ghế lái. Đây là bằng chứng rõ ràng cho việc hai người vu khống Hê Che O, cả hai cũng đã bị pháp luật trừng phạt. Hê Che O được thả tự do, nhưng lại rời đi vội vã. Jung Won đột nhiên cảm thấy đói, hai người quyết định ăn mì lạnh cay cô thích. Họ nhìn thấy một cô bé khi đang chờ đèn đỏ. Hai người hơi thắc mắc tại sao một đứa trẻ lại đứng đây một mình. Lúc này, Hê Che O lo lắng đến trưởng mẫu giáo, nhưng lại được các cô giáo ở đó báo rằng Gong Ju của mình đã mất tích. Hê Che O ngay lập tức đi tìm cô bé trong hoang mang. Mặt khác, Gong Ju đã được Jung Won và Hê Sung đưa đến quán ăn. Cả ba bước ra khỏi nhà hàng sau khi ăn xong thì Gong Ju nhìn thấy bố. Hê Che O vội chạy đến và ôm lấy cô công chúa nhỏ. Lúc này, Hê Sung mới chợt nhận ra cô bé này là con gái của em trai mình. Sau đó, Hê Che O giải thích với Hê Sung, Gong Ju được sinh ra khi anh mới 19 tuổi. Mẹ cô bé đã bỏ lại con chưa đầy một năm sau khi sinh. Giờ Gong Ju vẫn đang ở trung tâm chăm sóc trẻ em của thành phố. Hê Sung và Jung Won đang đi trên đường về nhà. Nhưng vào lúc này, Hê Sung đột nhiên lấy tay đỡ ngực, biểu cảm cực kỳ đau đớn. Jung Won ở bên cạnh không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết la hét trong lo lắng. Và trong một quán cà phê gần đó, Min Jeon đổ lỗi cho bố mình, nói rằng chú đã là tài xế của bố mình suốt 20 năm, ít nhất bố cũng phải tới đám tang của chú ấy chứ. Ông Kwon Pyo cũng chỉ vào con trai và nói, sao con dám nói thế? Sao con dám nói vô lễ như vậy với bố mình? Hai bố con Min Jeon vì chuyện của ông chú mà ra về không vui vẻ gì. Và Hê Sung đang vật lộn trên mặt đất cuối cùng cũng đỡ hơn. Jung Won hỏi sao trong nháy mắt anh lại trở nên như thế, nhưng Hê Sung không thể trả lời, chính anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Ngày hôm sau, Hê Sung đến nơi Giang In làm việc, nhưng lại gặp một cô gái trông giống học sinh trung học trong trung tâm thương mại. Cô gái liền hôn má anh. Hê Sung lùi lại trong sợ hãi, sao con gái thời nay mạnh bạo dữ ta.
Sau đó, Hye-sung ngồi trên lầu và chờ em gái Jang-in. Jang-in lại dắt theo cô gái ban nãy đi cùng. Lúc này, Hye-sung mới nhận ra cô gái này chính là em gái Suzy ngày trước luôn thơm má mình. Vậy ra chính Tae-hon là người nói cho hai cô em của Hye-sung biết chuyện. Đó là lý do tại sao Hye-sung có thể gặp em gái của mình rất nhanh. Cùng ngày, Hye-sung lại đến tìm Yong-jun. Khi được hỏi Yong-jun ở đâu khi anh bị tai nạn, anh ta cảm thấy khó chịu và nói: "Sao anh cứ phải tỏ ra mình là anh cả vậy? Anh còn không phải anh ruột của em." Câu nói không phải là anh trai ruột khiến Hye-sung sửng sốt. Ho-bang ở phía bên kia nói với Tae-hon và những người khác: "Hye-sung không phải là kẻ máu lạnh. Ho-bang đã nộp đơn xin gia nhập đội tội phạm bạo lực để lấy lại thanh danh cho Hye-sung và đưa sự thật ra ánh sáng." Ở một diễn biến khác, con trai Tae-bok đang trong tình trạng nguy kịch, phải làm phẫu thuật ngay lập tức, nhưng Yong-jun nói vì không có người dám hộ ký, nên anh ta không thể phẫu thuật cho người này được. Tae-bok nhìn đứa con đang trên bờ vực của sự sống còn, mà bản thân lại không thể nói rằng mình là bố của người đó. Tae-bok ra ngoài kể với Hye-sung về tình hình của con mình. Ông rõ ràng là bố, nhưng lại không thể tiết lộ danh tính của mình, bởi vì sẽ không ai tin ông hết. Nước mắt ông cứ thế tuôn rơi. Sau đó, Hye-sung đi tìm Yong-jun, hy vọng Yong-jun có thể đồng ý mổ cho ông lão đó. Nhưng Yong-jun nói rằng không có người dám hộ ký tên thì anh ta sẽ không mạo hiểm. Hye-sung nói rằng chỉ cần Yong-jun đồng ý phẫu thuật thì từ giờ anh sẽ không đến tìm cậu ta nữa, và về sau họ cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ nào. Anh sẽ không nói chúng ta là anh em nữa, xin em đó. Nhưng Yong-jun vẫn lạnh lùng thờ ơ vô tình rời đi. Không ngờ, ngày hôm sau, Yong-jun vẫn phẫu thuật cho ông lão. Ông Tae-bok liên tục cúi đầu cảm ơn Yong-jun. Một lát sau, ông thấy con mình mở mắt. Tae-bok mừng rỡ, vội chạy đến bên giường con trai. Con trai thều thào gọi bố ơi. Nghe tiếng của con thì ông vô cùng vui mừng. Ông nói với con trai rằng ngày mai nhất định sẽ đến thăm. Ông già cũng mừng rơi nước mắt. Xong xuôi, Tae-bok chạy ra tìm Hye-sung và hào hứng nói với anh rằng con trai đã nhận ra mình và còn gọi một tiếng bố ơi. Tae-bok vui đến nỗi quên trời trăng, ôm Hye-sung quay liền tù tì vài vòng, hạnh phúc như một đứa trẻ. Một hôm, Ho-bang nói với Hye-sung rằng mình đã đến thăm người tài xế của vụ tai nạn năm xưa. Tại tang lễ của ông ấy, Ho-bang nghe thấy vợ của ông nói rằng chồng mình không hề gây ra tai nạn. Hye-sung suy nghĩ nếu người đâm mình là người khác, điều này có thể liên quan đến vụ án. Hye-sung đến gặp Tae-bok và mong rằng ông có thể dạy mình cách nhanh chóng cải thiện năm giác quan. Anh muốn làm nhiều hơn nữa cho những người thân yêu xung quanh mình. Cùng với sự chỉ dạy không ngừng của Tae-bok, Hye-sung chăm chỉ luyện tập. Độ nhạy bén của năm giác quan cuối cùng đã được cải thiện đáng kể. Sau đó, anh lại hỏi Tae-bok rằng có bao giờ ông cảm thấy đau như xé lòng không? Ông nói rằng việc này có liên quan đến sự bay màu của anh. Cậu sẽ cảm thấy đau tim khi ở gần người có liên quan đến sự ra đi của mình, nhưng cơn đau sẽ biến mất dần theo thời gian. Jung-won đến cửa hàng tạp hóa nơi Hye-cheo làm việc thì thấy Hye-cheo đang tranh cãi với một người đàn ông. Hóa ra người đàn ông nói với chủ tiệm anh trai của Hye-cheo là một kẻ sát nhân, để ông ấy đuổi việc Hye-cheo. Anh ta bị quả báo và thăng thiên ngay sau đó còn gì. Hye-cheo kích động nên lập tức cầm ghế lên và đập nó xuống bàn. Hành vi hung hăng của anh đã tình cờ được Hye-sung đang bước vào chứng kiến. Đối mặt với cáo buộc không giải thích được của Hye-sung, Hye-cheo không muốn nói sự thật, chỉ có thể giữ nó trong tim. Hye-sung bước ra khỏi trung tâm mua sắm và gặp Tae-bok. Ông bảo con mình vừa mất, Hye-sung không biết làm thế nào để an ủi. Anh đi cùng đến bệnh viện để gặp con trai ông lần cuối. Tae-bok buồn bã nói với Hye-sung, dạo gần đây ông cảm thấy ngày càng yếu đi, chắc là cũng sắp phải rời khỏi thế giới này rồi. Hye-sung rất khó hiểu tại sao vẫn phải rời đi. Tae-bok nói với Hye-sung rằng những người như họ không thể ở lại đây mãi được. Bản thân ông đến đây vào mùa hè năm ngoái, trụ đến tầm này cũng đã là lâu lắm rồi. Hye-sung hỏi còn anh thì sao? Tae-bok nói không ai biết khi nào Hye-sung sẽ phải quay về. Tôi từng gặp những người quay về chỉ sau một tháng, một số người quay về sau 6 tháng, mỗi người mỗi khác. Hye-sung sợ hãi nhưng vẫn hỏi, có người ở một tháng đã phải quay về ạ. Tae-bok nói, đúng vậy, thế nên đừng trì hoãn những việc cậu muốn làm, vì có thể sẽ không còn cơ hội. Hye-sung bước vào sảnh bệnh viện với một chút hoang mang, nhưng đúng vào lúc này, anh lại cảm nhận được nỗi đau xé nát trái tim mình. Anh nhớ những gì Tae-bok đã nói trước đây, rằng anh sẽ cảm thấy đau tim khi ở gần người có liên quan đến sự bay màu của mình. Anh biết người có liên quan đến cái hẹo của mình xuất hiện rồi đây.